Hello, xin chào tất cả các bạn. Và mình lại là mình đây. Ở chung video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ bạn hãy cùng nhau chân mình và tìm hiểu về bộ môn Facebook Marketing. Thì nó cũng giống như các môn khác thì sẽ giúp cho sinh viên Eric có được cái cách làm việc tốt hơn, cũng như là đi sâu vào thực tế hơn trong cái việc mà chạy quảng cáo. Thì hôm trước Hôm trước thì mình có đăng lên một cái hội nhóm, đó chính là mua Facebook. Ôi. Mình có đăng lên một cái hội nhóm, đó chính là mua Facebook. Để tìm mua cái UID. Để tìm mua cái UID, đây là cái đây, mạng lag của các bạn, các bạn đợi tí nhé. Là mình không phải là mình nghĩ là mua ở đây mua bán trao đổi tool là marketing, Facebook marketing này. Thì đây là mình đã mua bán trên đây, thì họ sẽ gửi cho mình một cái list danh sách. Với cả đợt trước mình có lập được tầm gần 100 nick lúc mình đây nha, mắc lắc quá à. Đây là cái nick Facebook mà đợt trước mình có lập. Thì bọn mình sẽ lập sau đây, thì mình sẽ xin thử một vài cái nhé. Đây. Mình sẽ copy một cái. Sau đó mình vào Facebook này. Ví dụ mình vào trang cá nhân này. Đấy, đây là một số cái nick mà mình đã lập được. Đây là một nick nhá. Tiếp nữa mình thử một nick nữa nhé. Mình đều đánh dấu và ghi lại hết. Mình xóa này đi. Mình bóc pet cái này vào. Mình tìm. Cái nick này là chính của mình không? Mình sẽ nick khác nhé. UID là Nguyễn Chính Vân mà nhỉ? Mình nhìn UID này xem.
Vậy như có đấy thì là cái nick. Ok, mình chạy lại một lần nữa nhé. Đây, lại làm cái khác nhé. Đấy, thì nick này cũng khá là nhiều người rồi. Đây là cái nick mà mình đã nhập. Đây là cái list danh sách mà mình đã để vào trong đây. Đây là mình có nhưng mà mình không đăng nhập vào cái kia. Tương tự là khi mà các bạn mua về thì các mình có thể đăng xuất luôn. Mình sẽ đăng xuất sang lĩnh này nhé. Mình đăng xuất luôn sang lĩnh này. Mình nghĩ là thời gian này khá là khó cho cái việc mà lập Facebook, bởi vì Facebook nó đang khá là ngặt. Đấy, thì mình lập hoặc có thể đi mua. Đi mua thì bây giờ khá là đắt. Không, khi mà đi mua vậy thì chúng ta sẽ đã thay đổi Gmail, email của mình, cập nhật cái trạng thái thay đổi như mình vừa với các bạn ấy.